Nhân vật đã đoạt giải quậy nhất trong năm là Lucas. Có ông ngoại đó, nó không có quậy hay mấy nha. Hello. Ủa chị đang live stream á hả? Dạ. Rồi đây là súp gì đó, ô cháo à. Tính làm kênh YouTube là, Honey ham. Ủa năm nay sao mình thấy nhà mình thấy vắng vắng? Chết. Cầm cái remote màu trắng nhỏ nhỏ đó, bấm số 1, số 2 coi. Không có quay nhà trong lưng đâu. Có lương cao hơn, chắc như cái tiền thêm tiền phụ cấp này, tiền trợ cấp này này, chứ sao còn về đây. À, nếu mà nó cho chọn một đại nào đó con người thì nghĩ hay được nghỉ còn hai ngày thì chạy qua bên nhà chơi bên kia nó cũng ăn rồi mấy ông đi đem chợ đó cái bay lớn bên đó người ta cũng ăn đó mình mà đi trễ là không có chỗ đậu xe chị cũng lên đồ đi ăn bún cá chị Tâm với con bé Tâm ăn đi uống cà phê. Trời ơi đi uống cà phê mà đeo vàng rồi đi ngủ vậy. Ừ, nó rồi cái này em mừng. Bà tại bà ổng mà bà đứng á. Bà phải đi. Nam mà ổng sợ đeo vàng. Nói biết lắm á, bà ổng mà đứng nó không có chịu đâu, mà phải đi nữa. Bye. Đi. Tại vì gọi mà gọi lấy nước ra. Đây phải các anh em nghĩ là đưa cái dĩa này qua đây phải không? Tại vì mẹ em đâu có ăn cái này được đâu. Cái này bây giờ ăn cháo rồi. Bây giờ mình bỏ cái này ra. Trời bữa nay ba người áo đỏ luôn á ha. Giờ ở đây đại diện là đầu út ha, đầu út là đỏ đỏ. Để đầu hai đầu bỏ đi, đầu đây. Đầu út đi. À, thịt này mới săn luôn. Oh my god. Yeah. It looks really good. Thank you. You made it? Yeah. I can't believe you cooked. Well, you did cook. I don't know.
He's always loved him, mom. The clinic I was at, there's a small dog, she's like 12 years old. No, I'm going back to the bathroom. No, I'm going to get you. Really? I got a lot of time. Ăn cái tới gì hết. Nè đứa nào muốn ngồi vô đây. Thì vô con cái. Có Phương ngồi còn con vô đây mới có con. Vậy hai đứa vô đó ngồi luôn đi. Hai đứa qua bên trong đi con để cho ở ngoài. Cho nó thích ăn ra. Ngày đi em không dám ngủ sớm mà. Bay đi đó. Bữa mà mệt thì cũng 8 giờ 15 cũng đi ngủ như anh gặp nhiều sớm. Có con gái ngủ bà 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 ngủ b